với những người hâm mộ thuộc thế hệ 9X, ác hẳn không còn xa lạ với Ronaldo de Lima. Hắn còn được gọi với cái tên thân mật hơn là Rô Béo. Huyền thoại người Brazil đã gặt hái được rất nhiều thành công trong con đường sự nghiệp bóng đá. Người ngoài hành tinh đang nổi tiếng khắp năm châu bốn bể với những thành tích đáng ngưỡng mộ. Những cú solo, bứt tốc như vô điệu trên sân làm say đắm lòng người. Người ta ví von tiền đạo người Brazil như một ảo thuật gia. Năm 2011, Ronaldo tuyên bố treo giày ở tuổi 35, kết thúc sự nghiệp cầu thủ với những nốt thăng trầm. Tuy nhiên, sau khi treo giày, Ronaldo có cuộc sống mà nhiều người mơ ước từ khi một cầu thủ lừng lẫy chuyển sang trở thành một doanh nhân thành đạt. Thời còn vẻ vang, Ronaldo de Lima là một tay ăn chơi khét tiếng. Anh không tiếc tiền cho những cuộc chơi vô bổ. Vì vậy, tài sản của Ronaldo lúc chia tay bóng đá đã vơi đi khá nhiều. Thế nhưng chân sút người Brazil đã sớm giác ngộ được sự tiêu cực trong lối sống không lành mạnh. Chủ nhân của hai quả bóng vàng quyết định dấn thân vào thương trường, khoác lên mình như bộ vest lịch lãm của một thương nhân. Ngay sau khi giá nghèo vào năm 2011, Ronaldo đã mua cổ phần và tham gia vào hoạt động kinh doanh của nhiều công ty marketing thể thao lớn trên thế giới. Anh trở thành chủ sở hữu kiêm chủ tịch của Nike Sport and Entertainment, được biết đến với tên gọi ngắn gọn hơn là Nike, một công ty tiếp thị thể thao giải trí. Gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực marketing, tiền đạo người Brazil không ngủ quên trên chiến thắng. Năm 2015, Jesus sinh năm 1976, dẫn thân sang con đường kinh doanh và bóng đá. Ronaldo đã dốc tiền vào một đội bóng tại giải Bắc Mỹ, gặt hái được những thành công nhất định tại Mỹ, giúp Ronaldo nhanh chóng để ý đến bên kia bờ Đại Tây Dương. Ronaldo đã sống ở London 3 năm để học tiếng Anh và trau dồi thêm kỹ năng kinh doanh. Sau đó, anh chuyển đến Madrid và bắt đầu trở thành ông chủ. Ronaldo tiết lộ, anh có hẳn một đội gồm các chuyên gia tài chính hàng đầu Tây Ban Nha từ nhiều năm qua, điều giúp ích rất nhiều cho sự thành công trong các hoạt động kinh doanh của bản thân. Mùa thu năm 2018, Ronaldo mua lại 51% cổ phần của Real Valladolid, câu lạc bộ đang chơi tại La Liga. Cựu tiền đạo này chi 30 triệu đô để trở thành cổ đông lớn nhất của Valladolid. Đây là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Robéo kể từ khi giải nghệ. Thế giới biết đến một Ronaldo nhờ những pha nhảy múa trên sân cỏ, các bàn thắng làm nổ tung cầu trường, cùng với một đời sống hậu trường đầy phức tạp. Này, anh đã trở thành một doanh nhân và là ông chủ của một câu lạc bộ có truyền thống. Chuyên gia bóng đá Graham Hunter tin rằng những phán xét về một Ronaldo bất trị và ham chơi thời tuổi trẻ nay đã được thay đổi hoàn toàn. Cậu ấy có một bộ óc thông minh và nhanh nhạy. Rõ ràng, cậu ấy xem Valladolid như một dự án kinh doanh, một thương vụ thông minh và không phải chỉ mua sắm để thỏa mãn cá tôi hay sở thích. Trong bóng đá, không nhiều cựu cầu thủ chọn việc sở hữu các câu lạc bộ chuyên nghiệp khi giải nghệ. Trở thành một ông chủ đội bóng hàng đầu đồng nghĩa với việc mất rất nhiều thời gian, công sức trong một lĩnh vực xa lạ và khó khăn. Nhờ sự nổi tiếng của Robéo mà Real Valladolid đã có thêm nhiều cổ động viên, có phần tạo nên những bản hợp đồng béo bở với những thương nghiệp khác. Real Valladolid, đội bóng chủ sân Jose Zorriba, vừa giành quyền trở lại La Liga sau những diễn biến kịch tính ở lượt trận cuối cùng của Segunda mùa giải vừa rồi. Trước đó, vào mùa 2020-2021, khi câu lạc bộ rơi từ La Liga xuống hạng nhì, danh thủ 45 tuổi hứa thực hiện một chuyến đi từ Valladolid tới Santiago de Compostela nếu câu lạc bộ trở lại. Mùa vừa qua, Real Valladolid giành quyền thăng hạng khi xếp thứ hai tại giải hạng nhì. Ronaldo và vợ của mình bắt đầu đạp xe từ sân vận động của Valladolid, Jose Zorriba, vào ngày Chủ nhật 5 tháng 6. Mỗi ngày, họ di chuyển vài chục km trên con đường hành hương dẫn đến ngôi đền nổi tiếng ở vùng Tây Bắc Tây Ban Nha với tổng chiều dài quãng đường 450 km. Real Valladolid là tân binh của La Liga 2022-2023. Do đó, họ cần bổ sung vào đội hình những cầu thủ chất lượng cho tham vọng có thể trụ lại La Liga. Theo UOL Esporte, chủ tịch Ronaldo muốn đưa về cả Marcelo và Dani Alves, hai ngôi sao người đồng hương đều đang là cầu thủ tự do sau khi chia tay Real Madrid và Barcelona. Ngoài việc sở hữu Valladolid, Ronaldo còn mở dự án kinh doanh có tên gọi Family Office Concert R9 để quản lý tài chính, hình ảnh cho nhiều cầu thủ chuyên nghiệp, giúp họ có cuộc sống thoải mái sau khi giải nghệ. Danh sách khách hàng của Ronaldo thậm chí có cả Neymar và các võ sĩ UFC nổi tiếng Brazil như Anderson Silva, Victor Belfort và Junior Dos Santos. Ronaldo còn sở hữu thêm một hệ thống trường dạy bóng đá với tên gọi Ronaldo Academy với rất nhiều chi nhánh trên toàn cầu. Hệ thống đào tạo này thu hút học viên nhờ việc quảng bá, những người đăng ký có thể được dạy những kỹ năng chơi bóng như của Ronaldo thời kỳ đỉnh cao. Các trung tâm của Ronaldo Academy đã xuất hiện ở 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và dự tính sẽ cán mốc 100 chi nhánh trong năm nay.
Ronaldo cũng sở hữu cho mình một đội eSports, một đội đua xe công thức 1 có tên là A1 Team Brazil. Ngoài những lợi nhuận thu được từ chứng khoán và kinh doanh, Ronaldo dù đã giải nghệ nhưng vẫn được các nhãn hàng săn đón. Hãng thời trang thể thao nổi tiếng Nike đã mời Ronaldo de Lima về làm đại diện, thậm chí còn được nhãn hàng sản xuất đôi giày R9. Mỗi năm, Ronaldo đút túi 1 triệu đô tiền phí đại diện cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Real Madrid và Ronaldo thậm chí không ký hợp đồng đại diện với nhau và trả bằng tiền mặt để cựu tiền đạo này không cần phải mất tiền đóng thuế. Ngoài mối liên kết với những thương hiệu lớn như Nike, Fiat, Duracell, công ty Nike của Ronaldo còn quản lý hình ảnh của rất nhiều ngôi sao bóng đá như Lucas Moura, Ganso, Leandro Damião và nổi bật nhất là Neymar. Thành công với Nike, Ronaldo mở rộng kinh doanh sang nhiều lĩnh vực khác, trong đó có bất động sản và truyền thông. Ronaldo còn dự tính mua lại tạp chí Playboy phiên bản Brazil. Hơn nữa, Ronaldo là chủ nhân của cả một hòn đảo ở Brazil, cùng nhiều bất động sản khác ở São Paulo, Paris, Madrid. Ronaldo còn sở hữu 6 phòng tập thể hình, một trung tâm chuyên về sức khỏe thể thao và một tòa nhà 6 tầng đang là trụ sở của một trường đại học ở Rio de Janeiro, cùng với một hộp đêm. Ngoài việc chăm chỉ kinh doanh, tiền đạo sinh năm 1976 cũng không quên làm từ thiện. Anh từng giúp Philippines khôi phục sau cơn bão Hải Yến vào năm 2014, giúp đỡ các quốc gia châu Phi chống lại đại dịch Ebola 2015 hoặc các trận đấu từ thiện nhằm gây quỹ cho UNICEF. Chưa hết, Ronaldo cũng lập quỹ riêng để phát triển cho các thanh thiếu niên ở Nam Mỹ. Theo thống kê mới nhất từ Goal, tổng giá trị tài sản của Ronaldo ước tính vào khoảng 300 triệu euro. Đây là con số đủ để giúp cựu tiền đạo của Inter vào danh sách những cầu thủ và cựu cầu thủ có tài sản lớn nhất thế giới hiện tại. Cristiano Ronaldo đứng đầu danh sách này với tổng khối tài sản khoảng 466 triệu đô theo thống kê từ Forbes, hơn David Beckham 450 triệu đô và Lionel Messi 400 triệu đô. Robert đứng thứ tư trong danh sách này và là người đứng đầu bóng đá Brazil. Đàn em Neymar xếp thứ hai với 180 triệu đô, Kaká đứng ngay sau với 105 triệu đô, trong khi đó vua bóng đá Pele cũng có hơn 100 triệu đô tài sản. Điểm đặc biệt của Ronaldo là anh rất ít khi xuất hiện trên báo chí với việc chi tiêu mạnh tay cho các thú vui cá nhân như du thuyền hay siêu xe. Truyền thông hiếm khi thấy Ronaldo vung tiền mua sắm đồ xa xỉ. Anh được biết đến nhiều hơn với những hoạt động của một doanh nhân đích thực hay những hoạt động thiện nguyện. Thu nhập của Ronaldo đến từ nhiều nguồn khác nhau như các khoản tài trợ thương mại hay hợp đồng quảng cáo nhờ vào danh tiếng trong quá khứ. Ronaldo vẫn đang là gương mặt biểu tượng của nhiều hãng thời trang thể thao, trò chơi điện tử hay những tập đoàn tài chính. Tuy nhiên, hoạt động há ra tiền chủ yếu của Ronaldo vẫn đến từ các danh mục đầu tư. Forbes đánh giá trong số các cầu thủ nổi tiếng đã giải nghệ, Ronaldo cùng với David Beckham là hai người có khả năng kinh doanh tốt nhất. Mặc dù không sở hữu vẻ đẹp điển trai, bóng bẩy như Beckham, cũng không có gia thế khủng như Kaká, nhưng các hoạt động tài chính vô cùng ấn tượng. Sau cùng, người ngoài hành tinh của chúng ta có cuộc sống đáng mơ ước sau giải nghệ do sự giác ngộ sớm sau những năm tháng ăn chơi sa đọa thời tuổi trẻ. Robert đích thị là tấm gương sáng để cho các đàn em học hỏi, vì không có gì là quá muộn nếu bạn quyết tâm thay đổi bản thân.